Xin chào, lại là gạch ốp lát Mỹ Đình Thai đây. Trong video hôm nay thì em xin giới thiệu tới anh chị mẫu gạch trang trí Ấn Độ 60 x 1,2 m. Mẫu này thì được thiết kế các hình viên lục giác và có viền vàng đồng, nhìn rất là sang trọng. Bề mặt thì là bóng kiếng, hay có thể nói là siêu bóng luôn. Thì các cái ô cũng được thiết kế là vân đá, nhưng mà vân đá theo kiểu là vân vân kiểu đá là đá nguyên thủy đó, nhìn rất là đẹp và tự nhiên. Những cái mẫu gạch này thì hoàn toàn có thể sử dụng cho phòng tắm hay là banner hay là ốp bức vách, phòng khách, phòng ngủ đều được hết ạ.